mà không có cái lý do mà nó biết hầu mình nói với nó ấy, thì không bao giờ nó có tác dụng. Khách người ta phản hồi, người ta đưa nguyên cái đấy ta chuyển sang cho nó. Hồi nhất là có hình ảnh thì quá tốt, nó phải nhờ cái giỏi lắm, hát hay lắm á. Đâu Thư hát coi, Thư hát đi Thư. Hát cái này hôm qua hát hay quá mà. Thư hát đi con. Hát cái Thư. Thư hát đi mà. Hát cái Thư. Cái gì nữa đấy, trong đó nó anh cho vào cuốn nó phết này. À, nó là bánh canh. À, giống như bánh cốm vậy hả? Dạng cốm đúng hả? Đấy, dạng như vậy. Một dạng cốm đúng không? À, kia là cái là bằng lép mà cái này bằng cơm. À, đúng rồi. Bốn phương tám hướng làm sao vậy? Anh lái hay vậy? Từ bên trái, từ bên phải, từ phía trước. Trước người làm sao? Mấy xe nó chạy không? Ngay giữa đường luôn rồi. Ui, xe đạp lạc quá. Đường này nó là trong những đường gọi là nguy hiểm nhất Việt Nam mà dân nó ở quá nhiều đi lộn xộn lắm. Đây người ta đi nhiều rồi nghĩ đây đường làng này người ta đổi được lộ đâu. Ê, bà con cô bác muốn ăn trước tắm sau hay là tắm xong mới ăn? Tắm xong là tiếng rưỡi á. Tắm xong mới ăn hả? Đi ăn hả? Một giờ nữa đâu. Tắm luôn ăn, có ai đói chưa? Ăn xong tắm cho nó thoải mái. Anh ơi, em đi xếp có thể giờ bà ơi. Anh đơn giản thôi, mua mướn rồi anh mì đó. Anh xe anh luôn. Chắc là biết bao nhiêu giờ đi. À, cái gì, cái gì? Bây giờ đừng ăn gì đâu. Muốn chơi là không có ăn, mà muốn ăn là không có chơi. Bây giờ chúng tôi trễ giờ bán với bà ơi. Ăn chơi luôn là không có thời giờ. Tắm xong thì lên xe gặp mướn rồi anh mì đi tiếp. Dạ. Anh mướn giờ lắm. Ăn nó mất giờ lắm. Mất giờ lắm. Vừa tắm phải không? Ừ. Rồi. Nếu mà vô tắm thì lấy đồ xong hết chưa? Rồi xong hết rồi. Chưa xong, chưa xong, lấy đồ đi. À, mình đi từ từ, nó làm xong rồi nó đi rồi. Thôi vô đó rồi nó coi người để mua bóng bán. Massage là 200.000 mà massage thì ban tổ chức không không ai muốn làm riêng nha. Ban tổ chức không trả tiền nha. Là 200.000 đó. Massage, massage gì vậy? Massage có người massage đàng hoàng á. Ờ đúng rồi, 200.000. Còn 270.000 là nó gồm tắm bùn, tắm hơi, tắm bùn, xông hơi và nước xuống nước khoáng. Là ba thứ. Ba cái ở đây luôn. Tắm bùn, xông hơi và nước xuống khoáng là đây luôn. Bây giờ. Okay. Ông tắm chưa hết hả? Ok không chưa? Mở trang coi. Đây massage nha, không tắm bùn nha. Không tắm massage không ạ? Massage nha. Massage có 200 mà, tới 270. Nhưng mà tắm bùn là massage là thành phố nào cũng có, tắm bùn là chuyện đây đặc biệt thôi. Tại sao mình chọn cái chuyện mà thành phố nào cũng có tắm massage? Đúng không? Cái này là đặc biệt, đâu phải thành phố nào có tắm bùn đâu. Chỗ nào đây? Xong chưa? Rồi hết rồi, chỗ nào? Đặc biệt nói luôn đi, cho tắm bao lâu? Hả? Cho tắm bao lâu? Tắm này đầy đủ cùng tắm thời ngâm lâu lâu, thời tiếng 2 tiếng chứ. Nhưng đâu 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 mình muốn tắm bao lâu tắm mà. Xong rồi do cái nước khoáng thì muốn ngâm bao lâu thì không, cái schedule của cái phái đoàn mình là chúng phải cứ thoải mái đi, đừng xuống nước khoáng mà còn có thể tắm lâu vậy. Đúng không? Ok, dùng chưa? Để xong rồi. Đây. Đây.
And now, oh, we gotta go ham at the pool today because. Đang không tắm. Từ 3 ngày ra đừng quét nha. Con tắm hả? Nó sợ đen. Tắm buồn mà đen gì? Tắm buồn là trắng ra chứ sao đen được. À? Tắm buồn nó trắng ra chứ. Cái sắc buồn. Cái quá trình đã chỉ cùng nó coi thế nào. Tắm bùn này, tắm nước không nóng bùn sụp ba cái công đoạn chính này trong khoảng 1 tiếng. Rồi. Sau đó là xuống bể bơi không hạn chế thời gian trong một lần tắm. Thế nên là ba cái này anh tắm 1 tiếng. Thế còn cái bể bơi anh tắm 15 phút hay 2 tiếng hay 3 tiếng cái đấy là do nhu cầu của đàn mình. Cái này là mình đi theo công đoạn đàng hoàng. Vâng. Tức là có người hướng dẫn ha. Bao nhiêu phút mời mình sang thay đồ, xong hơi xong mời mình lên tắm bùn. Tắm bùn xong mời mình tắm nước có nóng bể sục. Rồi. Đấy. Là bể sục là cái này đó. Đây, bể sục là cái này. Cái này là 1 tiếng đồng hồ. Vâng, ba cái này theo công đoạn có người theo. Còn cái này là bao nhiêu tùy theo mình. Cái này bao nhiêu là tùy của mình. Rồi, bây giờ 1 tiếng này với 1 tiếng này là 2 tiếng. Đó thì nói vậy đó. Rồi thấy rồi đó, bây giờ là 12 giờ, nói đúng 2 giờ. Ở ngoài trời có máy xe. Rồi. Nó vào các cái bồn liên tiếp nhau, có phải bồn 4 người, bồn 6 người, bồn 8 người, bồn 10 người. Còn cái bể bơi là ngoài trời không có máy xe nhé. Thế để nói rõ không tí nữa đòn mình đi ra. Thế còn ai có nhu cầu mượn quần áo tắm là bên em cho mượn miễn phí. Trang bị miễn phí khăn tắm, quần áo tắm, tủ, gửi đồ, đầu, chụp tóc. Đấy. Tất cả miễn phí hết. Rồi, trong tiền tắm thôi. Tiền tắm là bao gồm hết. Rồi. Vâng. Rồi bây giờ mặt nào em nhìn thấy là nhỏ mà không lấy tiền đâu. Rồi em á phải cho bớt vài người là người nào. Em ơi như thế này nhá. Vé vé tắm bùn là 270.000 người. Đúng. Đối với người lớn. Đúng. Trẻ em dưới 80cm là miễn phí. Đúng. Từ 80cm tới 1m2 là mua vé trẻ em. Trên 1m2 mua vé như người lớn. Vé trẻ em là bằng 50% giá vé người lớn. Rồi. Còn đoàn mình thì là em thấy là có mỗi một bạn là xíu xíu thôi. Còn là tinh bạn là trên đến 2 nhưng có thể em sẽ miễn phí thêm 1-2 bạn nữa. Thế nhưng quan trọng là phụ thuộc vào số lượng tắm của đoàn anh là khoảng bao nhiêu vé. Rồi đấy. rồi. Coi như thêm 3 bạn nữa không đổi tiền. Em lên đài luôn á, đưa lên YouTube luôn á. Đúng rồi. Thành ra khách Nam Châu thấy cái này mà tới đó. À, rồi chưa? Rồi bây giờ của mình là cũng như cái phát kịch 1 tiếng đồng hồ là 1, 2, 3 thứ 1 tiếng đồng hồ. Ngoài ra hồ bơi, cái này là trong có mái che. Cái này hồ bơi không có mái che. Hồ bơi tắm thoải mái. Thì anh Việt anh chị ơi, như này, tất cả mọi nguồn nước của khu du lịch đều là nước khoáng nguyên chất. Tuy nhiên là cái bể bơi thì nó không thể nóng được. Nước em bơm ra nhưng mà không thể nóng được. Vì là bơm với cả bể rồi nó phải trong một tuần em phải thay nước một lần nên nó không thể là bể bơi nước không nóng được. Bể bơi nước khoáng nóng thì nó là cái bể bơi trong nhà ở khu VIP. Nhưng mà cái bể bơi trong nhà thì nó nhỏ hơn cái bể bơi ngoài trời. Thì nếu mà mình có nhu cầu tắm trong nhà thì cái bể bơi trong nhà thì cái tắm khu VIP trong nhà nó là 300.000 người. Không có nóng, không có nóng. Rồi. Cái này 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà cái này là nước khoáng nóng rồi này. Cái này 1 tiếng đồng hồ nữa là 2 tiếng. Rồi. Bây giờ 12 giờ đúng 2 rưỡi mà ra xe. Rồi. Nếu không có này đó thì cái này một xe có xe có 1 tiếng đồng hồ luôn. Rồi. 2 tiếng rưỡi tất cả. Rồi xong. Xong. Ok rồi. Anh không tắm. Rồi vô. Vui đó. Rồi đi vô. Đây giấy tờ đây, giấy tờ đây. Rồi. Can I please borrow my phone? Nguyễn chìa khóa giao cho Trâm được nghe, phải chìa khóa thứ giữ được ha.
Con ra mượn đồ thay đồ đúng không mày? Thay đồ. Chị qua đây nè, có gì đâu cái nè. Cho nó thay đồ. Cho nó thích quá không? Thích quá không? Hai rưỡi, hai rưỡi. Oh my god. Đi coi xem. Nó còn đem máy coi xem. Thôi ra đi. Đi nè. Ngoan không biết tắm không. Đi coi xem. Đi coi xem. Đi coi xem. Đi coi xem. Đi Lộc bơi luôn, Lộc bơi bơi anh quay luôn đó vô. Andrew, you need to play.
rock, paper, scissors. Tên Bác nào không thấy em vậy? Đó gặp. Đi Ngọc đi vô thay đồ chuẩn bị mình đi á. Lên chưa? Rồi. Có. Đi đâu? Đi đâu ấy? Làm chú ý à? No, 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 no,